Kính thưa Thầy, con xin Thầy cho chúng con lời khuyên về vấn đề trong nghề neo. Đồng nghiệp làm chung cả ngày, gặp nhau còn nhiều hơn cả vợ chồng con cái trong gia đình. Nhưng suốt ngày gây lộn giành giật, chửi rủa lẫn nhau. Họ nói họ tu tâm, mà họ không hiểu tu tâm là gì và tu là gì. Thưa đại chúng, đây chỉ là một câu hỏi, một cái vấn đề trong một nơi làm. Nhưng mà thật sự ra thì việc này nó không phải chỉ ở trong này một chỗ này, mà hầu như chỗ nào có chúng sanh là chỗ đó có phiền não. Vì vậy mà trong kinh Di Ma Cật á, hỏi địa ngục ở đâu? Địa ngục ở khắp chỗ hết. Địa thiên đường ở đâu? Thiên đường cũng khắp chỗ hết. Tại vì nơi nào có chúng sanh là nơi đó còn tham sân si. Mà hễ nơi nào còn tham sân si thì nơi đó có địa ngục. Giờ tất cả các chị em đi làm, sáng ra mình tâm niệm hôm nay mình đi làm để kiếm sống, chứ không phải đi làm để kiếm chuyện. Đó là bài kinh thứ nhất. Ai cũng hỏi đi làm để làm gì? Làm kiếm tiền. Kiếm tiền để sống, chứ đâu ai nói tôi vô tiệm được tôi kiếm chuyện đâu, phải không? Khi mình cưới nhau cũng vậy. Mặc dù kể từ ngày cưới cho đến lúc già làm khổ nhau mỗi ngày, nhưng mà cái ngày mình cầu hôn không bao giờ mình nói câu đó: anh xin cưới em để anh về làm khổ em suốt kiếp. Không bao giờ ai nói câu đó, phải không? Mà nếu mà ai mà lỡ nói câu đó thì cũng chẳng người nào dạy nó em sẵn sàng về làm người anh làm khổ em. Ai cũng muốn làm hạnh phúc cho nhau hết, nhưng mình không biết cách. Thế thôi. Cho nên hồi nãy, hồi sáng và nhớ và có nói vậy nè. Mỗi ngày mình sống, mình không biết hôm nay mình sẽ gặp ai, việc gì. Nhưng mà đại chúng nhớ là bất cứ việc gì xảy ra cũng đều là duyên cả. Nhưng nếu mình gặp phải cái nghịch duyên thì với chánh niệm tu tập, tỉnh giác, chúng ta làm cho cái duyên nghịch đó nó giảm xuống. Nếu là thiện duyên thì chúng ta làm cho nó tăng trưởng. Cho nên các vị đi làm chung với nhau cũng nhận thức rằng đây cũng đều là duyên với nhau. Tại sao bao nhiêu công việc, bao nhiêu nơi chốn mà mình không vào, mà mình lại vào đúng cái chỗ này? Đều là duyên hết. Nhưng mà nếu lỡ mình có những cái trục trặc với nhau thì cố gắng tìm tòi. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mình nói là mình tu tâm thì bất cứ tâm gì nó khởi lên, mình phải nhận thức rõ giây phút đó là tâm gì. Tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm mạn, tâm nghi, rất nhiều thứ tâm mà cần phải tu sửa. Cho nên tu tâm là một việc làm rất lớn, chứ không phải tu tâm là ở nhà, không phải tu tâm là đi chùa, đi đâu không cần biết. Mà chỗ nào tâm mình cũng dễ phiền não mà chưa nhận ra tâm đó, chưa chỉnh đốn được tâm đó, thì chỗ nào mình cũng chưa phải tu tâm. Mặc dù mình vẫn tuyên bố là mình tu tâm, phải không? Thành thử ra tu là chỉnh sửa mà không biết lấy gì chỉnh. Đi sửa xe mà không biết xe bị cái gì thì làm sao sửa. Sửa tâm thì phải biết tâm bị gì mới sửa được. Cho nên đi vào trong những nơi chốn đó sẽ có rất nhiều những phiền não với nhau. Và các vị biết không, nếu đời này chúng ta không có nhẹ nhàng được những việc đó đó, không có bỏ qua được cho nhau đó, mà hơn thua như vậy mình kết với nhau. Với cái chánh niệm thì mình giảm duyên xấu đi, nhưng đằng này không có thì mình sẽ tăng duyên, sẽ mình làm cho cái duyên xấu đó tăng trưởng. Và không phải gặp trong đời này không đâu, rồi mình sẽ gặp nhau trong nhiều đời nhiều kiếp nữa. Nếu một người nào đó họ hận thù mình xấu sắc, vợ chồng cũng vậy thôi. Thí dụ như còn duyên thì sống với nhau, mà hết duyên thì mình chia tay trong nhẹ nhàng thì đâu có chuyện gì để nói đâu. Nhưng mình chia tay rồi mà còn chửi bới, còn nói xấu, còn làm đủ thứ để hãm hại nhau, thì mình sẽ kết duyên xấu rồi gặp nhau nữa. Nhưng mà đời này duyên lành nó phân phân nữa, tới đây nó xấu rồi thì kết, thì đời sau gặp cũng là duyên xấu tiếp. Bằng cách nào để nó gặp nhau trong duyên xấu nữa? Nó dụ nhau trước.
nó làm cho cái người đó hấp dẫn trước, vô trồng rồi nó mới bắt đầu. Nó vậy thôi. Cho nên thí dụ như lỡ mình vừa gặp nhau, mình thấy quýt nhau rồi, đâu có chuyện gì nó nói phải không? Nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn. Đằng này nó không có thấy quýt mà nó nháy mắt. Nó đá lông chân, lông đá lông nheo. Để phải lòng nhau để rồi mới làm khổ nhau. Cho nên nghiệp nó có cái nghiệp lực. Nghiệp nó có nghiệp lực. Lực tức là cái sức mạnh nó chiêu cảm. Phật nó có Phật lực. Pháp có Pháp lực. Tăng có tăng lực, nhân có nhân lực, thì tâm có tâm lực. Bất cứ cái gì nó cũng có cái lực của nó. Phải không? Nhân lực, tâm lực, Phật lực, Pháp lực, nghiệp lực. Tất cả lực. Lực là gì? Là energy. Là cái sức mạnh nó lôi cuốn. Tại sao mình gặp người đó, không biết có sức mạnh gì mà mình muốn đến gần, mình muốn nói chuyện, mình muốn xin số phone, mà không biết mắc cái lực gì mà tự nhiên mình gặp cái mình không ưa. Thí dụ vậy, người ta không dính dáng gì tới mình mà nhìn nó ăn cũng thấy ghét nữa. Thật ra mình phải nhớ là đời này mình được làm người là một duyên may. Mình được ở một quốc độ tốt như nước Mỹ cũng là một duyên lành. Rồi có được một cái nghề đi làm để có tiền sống là một cái duyên lành. Thì đừng có gì những cái tham sân si với nhau mà chúng ta quên sự nhường nhịn với nhau, rồi chúng ta kết thù kết oán với nhau, chúng ta mất cái phước đó. Rồi trong khi chúng ta có việc làm thì có những người không có việc làm. Rồi trong số những người có việc làm mà vẫn còn có ăn, mà có những người mất việc làm thì lại không có chỗ ở. Quý vị biết chuyện đó mà. Quý vị đi qua một số các tỉnh bang thì thấy có những người homeless, không có nhà ở, mà trước kia người ta vẫn có nhà, có xe đàng hoàng. Nhưng vì hoàn cảnh, mọi cách, bây giờ người ta không có cái hoàn cảnh tốt để người ta sống nữa. Và tại sao chúng ta có những cái hờn tức đó? Vì chúng ta thiếu tư duy và quán chiếu. Quán chiếu là gì? Là nhìn sâu để thấy rõ những hoàn cảnh tốt của mình. Và thấy hơn nữa là gì? Tiền của chúng ta có được. Tiền của chúng ta có được thủy chung cũng chỉ là tạm. Thậm chí hai vợ chồng làm kỳ cỡm đó, chỉ cần giận nhau thôi có thể chia hai. Rồi sau khi chia hai rồi đâu phải mình biết giữ đâu. Bắt đầu mình có những cái ăn chơi, nó sẽ làm mất mát. Cho nên nếu mình thiếu duyên, thiếu phước thì mọi việc nó sẽ đến liên tục. Nó làm cho mình rối và mình hành xử không có dễ thương. Và chính khi mình hành xử không dễ thương, mình tổn hại đến mình. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh có mấy điều tổn thất mà chúng ta nên tránh. Tổn thất tiền của nè. Lỡ mà chúng ta đi làm có tiền mà không biết có chánh niệm giữ thì tổn thất tiền của thôi. Rồi tổn thất gì nữa? Tổn thất tình cảm. Tổn thất sức khỏe. Con người chúng ta ai cũng khỏe, nhưng mà khỏe một lúc nào thôi, chứ không phải khỏe hoài. Mà người nào nghĩ rằng mình sẽ khỏe hoài là người đó đang bị lôi vào một cái mạng gọi là nghĩ mình khỏe hoài không bệnh. Mình có đẹp cỡ nào đi nữa, một ngày nào đó rồi mình cũng già cũng xấu đi. Nếu mình quên cái chuyện đó thì mình đang rơi vào một cái mạng là nghĩ là trẻ hoài không già. Cho nên chúng ta thường quán cái đó không phải để tiêu cực, và chúng ta quán để nhắc nhở cho mình. Và Pháp Hòa thường nói, mình sống như thế nào không phải là thành tựu một cái sự nghiệp, mình có 5-7 cơ sở, không phải đâu. Mà sống như thế nào để gia đình, con cái, nhất là con cái mình có được một cái đời sống an lạc, tốt đẹp. Đó là thành công nhất của các bậc cha mẹ ở cái xã hội bây giờ. Bây giờ mình thấy thí dụ mình có tiền, có của thật nhiều mà con cái mình nó hư đốn thì đâu phải là sự thành công. Một vị thầy cũng vậy thôi. Nếu mà vị thầy đó mà xây dựng rất nhiều nhưng không có một cái người đệ tử để mình trao truyền thì đó là cũng một cái sự thiếu sót. Cho nên mình có chùa, có người nối tiếp cho mình, đó là một cái duyên may mắn của mình. Không phải mình muốn mà được, mà mình phải có đầu tư, phải có phát tâm, phát nguyện và tích lũy cái phước
Cho nên việc này nó rất là thực tế trong cuộc sống. Nói thì có thể là nó mình chạm, nhưng mà nếu mà mình không có nhận thức ra được như vậy, mà mình cứ mãi sống trong cái quay cuồng của nghiệp lực, thì chúng ta sẽ làm khổ lẫn nhau, và hết đời này sang đời khác. Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu. Rồi cuối cùng á, ô hay đời ta hoang phí rất nhiều trong cơn muộn phiền, vân vân. Rồi cuối cùng mình không được gì hết. Cho nên nếu đời này mình nhận ra mình có được những cái phước lành, có công ăn, sự việc, vân vân, thì phải trân quý cái phước đó, đừng phí cái phước đó. Và hơn nữa, tất cả chúng ta sống đây gọi là chúng sanh mà. Chúng sanh là gì? Là những người duyên với nhau mà sống. Ví dụ như cái người bán hoa mà không ai mua hoa thì sao người ta sống? Nhờ mình có tổ chức lễ này lễ kia mình mua hoa thì người bán hoa mới có cơ hội để mà sống. Bây giờ người bán hoa mà không ai trồng hoa cho họ bán thì họ lấy hoa đâu họ bán. Rồi bây giờ người trồng cà rốt mà không ai mua cà rốt để ăn. Rồi giờ mình có tiền mà không ai bán cà rốt cho mình cần. Cho nên mình liên hệ với nhau mà sống hết. Cho nên có ý thức như vậy, có nhận chân được như vậy, thì cái nơi chốn mình làm nó đỡ lắm. Cho nên các vị nên cố gắng, nhất là mình là một Phật tử, phải thể hiện được cái tinh thần của một Phật tử. Mình là Phật tử nghĩa là con Phật. Còn không thể đó, thì là tục tử. Mà tục tử là phàm phu, ăn miếng trả miếng, ăn đánh trả đánh. Cho nên cố gắng, tất cả mọi cái kham nhẫn trong cuộc đời này là nó đúng nghĩa thôi. Tại vì cái cõi chúng ta đang sống gọi là cõi gì? Ta bà. Chữ ta bà là gì? Đó là mình phiên âm từ chữ Phạn là sa ha. Ta bà hay là sa ha nghĩa là kham nhẫn. Sống ở cõi này phải kham nhẫn lắm. Chẳng hạn như giờ phút này trời có nóng không? Vậy thì mình phải kham nhẫn hoàn cảnh. Mình sống chung với nhau là phải kham nhẫn giữa con người và con người. Cái đó gọi là sanh nhẫn. Còn kham nhẫn hoàn cảnh nắng, nóng, lạnh, giá, vân vân, những hoàn cảnh nó đến với mình gọi là pháp nhẫn. Còn nhẫn giữa con người gọi là sanh nhẫn. Nhẫn hoàn cảnh đói, khát, nóng, lạnh, vân vân gọi là pháp nhẫn. Chữ pháp là cái pháp hiện khởi, sinh khởi trong cuộc sống này. Vậy thì trước sau gì chúng ta cũng phải kham nhẫn hết. Mà nếu mình không có kham nhẫn thì không có sự sống. Cho nên cuộc sống này, thí dụ lỡ mình bị ăn hiếp vậy đó, thì cũng cố gắng kham nhẫn để có chỗ để mà đi làm mà sống. Còn không thì mình xách giỏ đi suốt nơi này tới nơi kia, mà tại vì thủy chung cuộc đời này nơi đâu cũng có anh hùng. Còn câu thứ hai quý vị tự điền. Kính thưa Thầy, trên Facebook có thấy một trang ghi của Thầy giúp những người bệnh tiểu đường phương pháp điều trị, xin Thầy cho biết phải đúng vậy không? Chuyện này em thông báo hoài, nhà nào cũng có toilet, em không cần cho thuốc tiểu đường, cứ tiểu trong nhà. Em không có bán thuốc gì hết, thuốc tiểu đường cũng không, thuốc đau nhức cũng không, thuốc trị nám cũng không, mà bữa nay nó ra, bữa nay hôm nay em bán ba thứ thuốc trên Facebook quảng cáo, Thầy Pháp Hòa bán ba thứ thuốc nha, thuốc tiểu đường, thuốc thấp khớp, thuốc trị nám, bữa nay ra thêm trang nữa rồi, thuốc nội trị, nội trị ngoại trị. Em không có bán thuốc gì hết. Ai mà ham bệnh mà giác tiền mà trước khi gửi tiền không chịu phone hỏi. Tới hồi gửi xong rồi phone nói thầy ơi thầy nhận được tiền chưa? Hỏi tiền gì? Tiền con mua thuốc trị tiểu đường. Chùa đây chỉ có bán thuốc rụng tóc.
Ai muốn rụng tóc gửi tiền em gửi thuốc cho. Hết chuyện thầy chùa để bán thuốc trị nám. Cho nên xin đây không biết là lần thứ mấy ngàn em thông báo cái vụ này mà vẫn có người bị hoài. Mà bây giờ họ hay lắm nha thưa đại chúng. Bây giờ cái đường dây nó qua tới Mỹ. Quý vị cẩn thận, có một cái email để là thầy Pháp Hòa Canada @gmail.com. Bây giờ họ lấy, tại vì Pháp Hòa có một cái email và chỉ là thầy Pháp Hòa, bây giờ họ thêm cái đuôi ấn sao đánh lừa mình. Rồi họ còn đề vô một cái câu là quý vị muốn gửi tiền ủng hộ xin gieo vào cái email này. Cho nên ai cũng tưởng em giàu lắm. Đủ thứ trang Facebook, đủ thứ trang YouTube, mà trong khi đó không có một cái YouTube nào. Rồi bây giờ câu hỏi kế là con chụp hình quý thầy bỏ trên Facebook, bạn con nói làm như vậy là có tội, xin hỏi thầy có tội không? Thật ra mình chụp hình ai cũng vậy, nhất là các thầy, các sư cô. Mình muốn bỏ lên Facebook hay là book face hay cái gì cũng được, nhưng có một điều là mình phải kiểm tra những cái hình đó trước khi mình đưa lên. Thí dụ, đừng bao giờ chụp hình trong khi quý thầy đang ăn. Ông thầy ổng mới cầm cuốn biển há vậy, chụp cái cắt. Rồi ổng đang đứng vậy, ổng chụp hình, cái có vị kêu thầy công liếc qua đây cái chụp cái cắt. Thầy bỏ lên trên mạng, một là ổng lé, hai là ổng há. Mà mình bỏ như vậy thì thật sự không có tội lỗi, nhưng mà cái hình ảnh của một người xuất gia, mà một vị thầy mà quý vị kính thương đó, nó mất cái hình ảnh đi. Bất cứ hình nào mình để lên phải kiểm tra cho kỹ. Chụp 130 cái hình bỏ lên đủ 130 tấm, ai mà thì giờ mà coi, mà toàn là lé không hả? Rồi ổng há miệng há mày, ổng giơ tay giơ chân, mấy cái đó mình để lên làm cái gì mà cứ bị như vậy hoài. Tội thì không tội, nếu mà tội tội ông thầy. Hỏi vụ gì đây? Bị đệ tử chơi. Bó tay. Cho nên mình phải cẩn thận mấy cái đó. Có nhiều khi những cái hình nó nhìn nó phản, nhìn nó kỳ lắm. Thành thử ra mình, ví dụ mình để năm vài tấm hình, nhưng mà cái hình nào nó có chất lượng hình đó, người ta coi người ta vẫn thích hơn. Rồi mình, bây giờ quý vị cứ để ý nè, mỗi khi mình chụp một tấm hình xong á, đi ra zoom ra mà lựa ngay hình mình không à, còn xấu quá thầy ơi, sắp hàng chụp lại. Có nhiều khi mình đứng mình, ủa cái bác này sao vô mấy lần rồi, cái hình kia nãy nó chụp con xấu quá à, mà còn ganh tị với thầy đó, tại thầy đẹp con xấu con đâu chịu. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng ha, mình thích đẹp đúng không, đâu có gì tội đâu. Thậm chí là mình chụp cái hình xong mình còn mở ra coi mắt mình có hí không, mắt mình có nhắm không, nói chung là mình có đẹp không. Thì cuộc sống của mình cũng vậy thôi, mình cứ mở cái hình mình ra mình nhìn, nó chỉ là một tấm hình. Thưa đại chúng, tấm hình nó chụp xong nó chết đó, nhưng cái hành xử xấu của mình nó lưu trong tâm người khác, để cho người ta có đề tài người ta nói. Chụp hình người ta gọi là nhiếp ảnh, tiếng Hán gọi là nhiếp ảnh. Chữ nhiếp là gì? Thu. Chữ nhiếp là thu. Nhiếp ảnh là thu một cái hình.
như một cái hình mình chụp trong iPhone, một cái hình mình chụp để mình rửa ra, nó thủy chung cũng chỉ là một cái hình ở bên ngoài. Một cái biến cố gì nó có thể mất cái hình đó. Nhưng cái hình ảnh của mình sống xấu với người khác đó, nó ở trong tim của người khác mãi mãi không xóa được. Mình thích cái hình nào mình xóa được, nhưng lỡ một hành động xấu của mình trong tim người nào rồi xóa không được. Có phải không? Mình lỡ mình nói cái câu gì rồi mình delete nó được, nhưng mà ở mình nói một cái câu không dễ thương với người thân của mình, xóa không được. Mình có xin lỗi cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là xin lỗi thôi, mà thường xin lỗi nó không có lưu. Cái lời kia nó mới lưu thôi. Cho nên thỉnh thoảng á, mình viết viết chì. Mình viết viết chì để lỡ sai mình gom được. Mình viết viết mực á, sai mình không xóa được. Thì cái lời nói của mình á, mình nói một câu rồi giống như viết mực vậy đó. Mà viết chì mà có gom rồi á, coi kỹ nó vẫn có cái mờ mờ, nó lưu lưu ở trong đó. Cho nên vừa nhân cái dịp hình mà mình nói sự sống. Chụp hình muốn cho đẹp, có nhiều khi lùng tịch đứng thấp cho chụp cho nó cao. Nó cũng là cái tướng. Thật ra tí đó nó không có gì sai cả. Đã nói chụp hình là nghệ thuật. Người ta thấp, mình có nghệ thuật làm cho người ta cao. Người ta nhăn nheo, mình có cái app mình làm cho người ta tươi tắn lên. Cái gì nó cũng có app hết, phải không? Vậy thì tại sao chúng ta không có cái app? Mình cũng phải có một cái app của mình để mình chỉnh đốn mình lại. Thì cái chuyện chụp hình thế này thế kia hoàn toàn không có gì tội lỗi cả. Mình nói để mình lấy cái chuyện chụp hình đó mình ứng dụng trong cuộc sống của mình. Để chúng ta hiểu rằng đạo Phật là gì? Đạo Phật không phải nằm trong kinh, trong sách, trong chuông, trong mỏ, trong chùa, trong pháp thoại, mà ngay trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên mình mệnh danh là một Phật tử, mình đi chùa, mình ủng hộ, mình cúng dường, mình tu tâm, tu tánh, tu hạnh, tu ngôn, chứ không phải chỉ một chuyện tu tâm. Tu tánh, tu hạnh, tu ngôn, hành xử của mình, ngôn từ của mình, tâm mình sao nó phát ra ngôn từ như vậy, tâm mình sao nó mới phát ra hành động vậy. Cho nên mình có thể tuyên bố là tu tâm, nhưng mà thiệt sự là tâm chưa tu. Cho nên nó mới sanh ra cái ngôn từ như thế và hành xử như thế. Chứ còn mình muốn quảng cáo tôi, thí dụ mình nói tôi là bác sĩ chữa mắt, mình muốn để bản gì mình để chứ, nhưng mà thực tế là người nào đi vô ra cũng mù hết trơn. Hay là thậm chí người ta vô ta không hết bệnh, nhưng mà cái bản bác sĩ chuyên khoa chữa mắt vẫn còn nằm rờ rờ đó. Mình cũng thế thôi. Mình sẽ có một cái bản quảng cáo là mình tu tâm gì đó. Nhưng mà cuộc sống tu nó đâu phải chỉ tu tâm. Tâm là cái gốc. Mà muốn gốc biết gốc tâm nó tu hay không là nhìn lời nói, nhìn hành động. Mà thấy hành động lời nói chưa được là biết tâm này chưa xong. Còn cái chuyện mình muốn tuyên bố gì mình tuyên bố. Cho nên Pháp Hòa xin thưa đại chúng là Phật, đạo Phật nó nằm trong cuộc sống của chúng ta. Mà mình muốn quảng bá đạo Phật, muốn đi thuyết pháp với đạo Phật, chỉ cần cái cách sống của mình là một bài pháp hay nhất và thiết thực nhất, và có thể nói hay hơn các thầy nữa. Nhiều khi người ta dị ứng các thầy, người ta không nghe đâu, nhưng mà người ta làm bạn với mình, người ta chơi với mình, thì mình có cách sống của một người Phật tử thì tự mình sẽ thay thế các thầy thuyết một bài pháp cho bạn mình nghe, qua hành động, qua lời nói, qua cách sống. Có nhiều khi có nhiều thầy giảng hay, người ta không nghe, ta thấy thầy chùa là ta không ưa rồi. Đi ngang người ta thấy tên ông thầy thuyết pháp là ta không thích rồi. Có nhiều người ta chưa đủ duyên, nhưng mà người ta lại có duyên làm bạn với mình. Thì bây giờ mình hãy là một Phật tử như thế nào để mình có thể thuyết được những bài pháp hay ho như vậy. Mà được như vậy á, pháp Phật không có mạt. Hồi nãy trong này Pháp Hòa mới tới đây. Thế nào là mạt pháp? Chữ mạt là cuối. Chữ mạt là cuối, cuối đời, mạt vận.
Phật pháp làm sao mạt được? Vì Phật pháp là chân lý mà. Mà chân lý làm gì có mạt được? Chỉ có chúng ta không biết sử dụng chân lý. Cũng giống như cái chuông này là một cái chuông tốt nha. Người không biết hàng, nhìn cái chuông là cái chuông thôi. Nhưng mà các thầy tu trong chùa lâu năm biết mặt hàng, nhìn cái chuông này là biết chuông này tốt. Và hồi nãy Pháp Hòa thỉnh tiếng chuông này lên, Pháp Hòa lại xác định chuông này tốt thật. Có chôm chôm chuông này nè. Chỉ chỗ cho chôm. Nhưng mà nếu một người không biết sử dụng chuông, mình tặng cho họ, họ đem về họ cất, họ nói trời cái nồi này bự ghê ha. Bữa nào nhà tôi có 5-7 người khách, tôi lấy nồi này ra nấu cháo. Vì họ không biết giá trị nó là cái chuông, họ chỉ nghĩ nó là cái nồi. Quý vị hiểu ý không? Nhưng mà thực chất nó là chuông, chuông tốt. Chân lý cũng như thế. Cuộc đời là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã. Nó là bản chất của nó, ngàn xưa nó vẫn là vậy, hiện tại nó vẫn là vậy, và mai sau này nó vẫn là vậy. Chân lý không có mạt. Nhưng mà chúng sanh mình quên, nghĩ rằng mình lột dên hoài không chết. Nghĩ là mình trẻ hoài không già, sống hoài không chết, khỏe hoài không bệnh, cho nên ăn thua đủ. Lỡ thiếu một chút không được, mai tôi phải bù lại. Mình sống như vậy cho nên mình làm cho cái chân lý mà mình đã học nó đi vào gốc nó ngồi. Cho nên mình đi tới chùa mà học Phật á, cái này mới chỉ là học Phật thôi. Này là Phật học nè. Trường Phật học. Nghĩa là học giáo lý. Nhưng mà mỗi ngày mình ra mình ứng xử gọi là học Phật. Học để làm Phật. Còn Phật học là học giáo lý. Giáo là dạy, lý là chân lý, là lẽ thật. Giáo lý là hướng dẫn cho mình lẽ thật. Nhưng mà quý vị quên là mình cứ học giáo lý không, mà mình quên một điều là giáo lý Phật nó phải đủ 4 tiêu chuẩn. Giáo, lý, hạnh, quả. Giáo là dạy, lý là chân lý, là lẽ thật. Dạy người ta mà phải dạy chân lý. Rồi giáo, đạo Phật có giáo và có lý. Bên cạnh đó có hành nữa kìa. Rồi mới có kết quả. Cho nên muốn nói trọn vẹn được cái con người học Phật có đủ cái quality thì phải đủ 4 tiêu chuẩn: giáo, lý, hạnh, quả. The teaching, the truth, the practice and the fruit. Mình không có, mình chỉ học thôi rồi dừng ngay đó mà không hành gì hết thì mình được phần thôi, được phần học thôi. Nhưng mà rồi nó không, tôi không học tôi hành, biết gì hành. Nếu không học thì biết gì mà hành. Cho nên không học mà hành là nguy hiểm. Không học mà hành là nguy hiểm. Đúng không? Mà nếu mà học mà hành mà không trúng thì cái quả nó cũng có, nhưng mà quả trật. Còn nếu mình học mình hành trúng thì nhất định quả này quả tốt. Cho nên đó, Phật pháp có 3 thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Người ta định nghĩa 3 thời kỳ nè. Chánh pháp là thiền định kiên cố. Tượng pháp là chùa tháp kiên cố. Mạt pháp là gì biết không? Đấu tranh kiên cố. Thì người ta chỉ muốn nói lên cái trường hợp nào mới gọi là thiền định kiên cố. Là bây giờ mỗi ngày chúng ta, đời sống tu tập của chúng ta, chúng ta có hành trì. Cái gì không biết thì mình hỏi. Cái gì không biết thì mình hỏi. Chẳng hạn như quý vị tụng kinh, quý vị không hiểu được một cái câu kinh đó nói làm sao, nghĩa gì, mình có thể tìm quý thầy mình hỏi. Mình hỏi cho rõ cái nghĩa để rồi mình ứng dụng theo cái lời dạy đó. Nếu mà mình hiểu rõ đâu, mình học tới đó thì cho dù mình ngay sống trong thời đại bây giờ nhưng mà chánh pháp vẫn còn. Còn nếu không á, quý vị biết tượng là gì? Tượng pháp không? Tượng pháp ta định nghĩa là tháp viện kiên cố, là chùa nhiều, chùa thiệt là nhiều mà không có thực chất tu.
Cái đó là cũng ví dụ như mình vậy đó. Áo vạt hò mình cũng có, áo la hớn mình cũng có, áo tràng thiêu mình cũng có, áo tràng thường mình cũng có, áo bảy vạt mình cũng có, chuỗi bao nhiêu chuỗi mình cũng có hết á, chuỗi 108, chuỗi 112, chuỗi 18 hột. Ôi cha, rồi giỏ, giỏ sách. Giỏ thiêu mình cũng có, giỏ pháp danh mình cũng có, giỏ hoa sen mình cũng có, cái gì mình cũng có hết. Nhưng mà mình chỉ có cái vật chất của bên ngoài, mà ở này mình không có gì hết. Đi chùa cũng mặc áo tràng, vô cũng sách đãi, cũng đeo chuỗi nha, nhìn na ná như Phật tử. Mà đụng vô đó là chết. Hồi nãy là Phật tử là con Phật, mà đụng vô là chết. Chết với Phật nha con. Na ná thôi. Cái đó gọi là tượng pháp phải không? Còn mạt pháp là mình không hiểu gì hết, hoặc là mình hiểu không tới nơi tới chốn. Cái cách học, cách sống của mình nó làm cho người ta nhìn Phật pháp một cách rất kỳ cục. Chẳng hạn như quý vị thờ Phật mà quý vị sợ Phật thờ Phật đứng, sợ thờ Phật ngồi, nói ngồi đứng dậy cứu khổ lâu, đổi qua ông đứng. Người ta vô ta bàn, người ta đừng có để đứng, đứng khổ theo bởi đi hoài không có nhà không. Rồi, ồ cũng đúng ha. Đó. Rồi đó hai chuyện ha. Chuyện thứ ba là đừng có tụng kinh Kim Cang nóng tánh, tụng Pháp Hoa gia đình xào xáo, chụp hình không chụp ba người. Ôi đủ thứ chuyện, đủ thứ chuyện mình hiểu hết á. Mà toàn là hiểu gì nó rìa ngoài Phật pháp, nó chẳng dính dáng gì hết. Mà cứ đi tới đâu mình cũng quảng cáo này là của Phật nói. Tội nghiệp cho Phật không? Mà giờ Phật đâu có nói gì được đâu. Phật giơ tay Phật nói gì cũng ok hết. Whatever. Cho nên hồi đầu làm tượng Phật mở mắt riết nhắm mắt cho rồi. Cho nên Phật pháp có ba thời kỳ ha. Chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Nhưng ba thời kỳ đó không phải chuyện của thời xưa, chuyện của thời kỳ mà con người chúng ta, hàng Phật tử chúng ta. Chúng ta có chánh pháp không? Nghĩa là cái gì không biết thì mình thưa hỏi, cho nó minh bạch để chúng ta tu tập. Hay là chúng ta chỉ na ná có hình thức, khóa tu nào cũng đi mà đụng vô là không có cái gì mình không có sân si lên hết. Hỏi vô đây tu cái gì? Tu gieo duyên. Mà không có duyên gì con gieo. Duyên lành con không gieo, còn là con gieo phiền não không. Mình đã tu rồi thì mình đã đi vào khóa tu rồi, mình nhẹ nhàng. Từ cái chỗ ở, chỗ ăn, chỗ nghỉ, tất cả cái đó mình ở nhà không thiếu. Mình vô chùa làm sao chùa cung ứng đủ cho mình? Thì mình phải nhẹ cái đó đi, vì cái chính là mình tu. Tại vì Phật cũng dạy rồi, nếu nơi nào mà không có ăn mà có pháp, ráng chịu trận mà ở. Phật nói là nếu nơi nào mà cực khổ mà nơi đó có giáo pháp, phải chịu cực mà ở. Tại vì người ta cho mình được giáo pháp. Còn nếu nơi nào ăn sung mặc sướng đầy đủ hết mà không có giáo pháp gì hết, phải đi. Còn nếu nơi nào mà không có ăn ở đàng hoàng, cũng không có giáo pháp gì hết, phải đi cho lẹ. Còn nếu nơi nào vừa có ăn và vừa có giáo pháp, ngu gì cũng ở. Mấy cái đó Phật dạy hết. Cho nên rốt cuộc á, mình tu thì mình cũng có tu, mà mình tuyên bố chữ tu thôi, nhưng mà đụng vô là mình chưa thể hiện được bản chất của cái tu. Cái này không phải chuyện của một người, hai người đâu, chuyện tất cả chúng ta. Cho nên cái chuyện mà chúng quý vị hỏi mạt pháp, tượng pháp, chánh pháp vậy đó. Chữ mạt là cuối rồi, mạt vận rồi. Nhưng mà thí dụ như bây giờ có nhiều người ta nghèo, nhưng mà tâm hồn ta thoải mái lắm. Thành tử ta nghèo nhưng mà ta không có nghèo hạnh phúc. Thì nơi người đó chánh pháp vẫn còn. Quý vị mệt chưa?
Câu hỏi kế nè: xin thầy cho con biết việc làm của thiền sư Ổ Quạ. Thiền sư Ổ Quạ là mình nói theo tiếng Việt, tiếng Hán là thiền sư Ô Sào. Vị thiền sư này là sanh vào thời nhà Đường. Ngài khi sanh ra đó thì được cha mẹ không có thương, cho cha mẹ mới đem tới một ngôi chùa, bỏ ở trong một cái ổ quạ trước cửa chùa. Và nhà chùa thấy vậy mới ẵm ngài vô nuôi tới lớn. Từ đó ngài mới có tên là Ô Sào. Ô là quả đen, sào là cái ổ. Và khi nào ngài cũng cuộc đời tu hành ngài cũng bình dị thôi. Thì một hôm thầy lớn lên thì ngài vẫn thường ngồi trên cái ổ quạ đó để ngài ngồi thiền niệm Phật, ví dụ vậy. Thì trong cái thời nhà Đường đó, có một ông cư sĩ làm quan, nhà thơ nổi tiếng, đó là ông Bạch Cư Dị. Nhà thơ Bạch Cư Dị, quý vị nào thích thơ Đường là thế nào cũng biết mấy vị thi sĩ này. Thì ông Bạch Cư Dị ông mới tới, ông mới gặp ngài ngồi trên cái ổ quạ đó. Thì ông mới nói: tại sao biết bao nhiêu chỗ vững chãi ông không ngồi, ông ngồi chi trên cái ổ quạ đó, nhìn thấy nó bấp bênh mà nguy hiểm vậy? Thì ngài mới đáp với ông Bạch Cư Dị, ngài nói: chỗ của tôi thấy vậy đó mà còn vững chắc hơn cái ghế quan của ông nữa. Thì Bạch Cư Dị nghe vậy mới hỏi: sao ông nói kỳ, ông nghĩ có phải không? Ông muốn ngồi yên cái ghế đó, có phải ông phải làm mát lòng vua mỗi ngày không? Ông lỡ làm cho vua phật ý, bực mình một cái thì ông rơi đầu cái một. Cho nên nhiều khi mình được lòng dân là mất lòng vua, phải không? Mà hãy được lòng vua thì mất lòng dân. Cho nên cái ghế quan của ông ngồi đâu có vững đâu. Ông nghe như vậy, ông thấy có lý. Tôi tuy một ông thầy tu bình thường ngồi trên cái ổ quạ, nhưng mà tôi đâu có bị lợi danh của thế gian nó làm lung lay cuộc sống tôi đâu. Cho nên tôi muốn tuột xuống lúc nào tôi muốn leo lên lúc nào tôi leo. Tôi ăn uống thoải mái lắm. Còn ông á, ngồi trên cái ghế quan chứ nhúc nhích một cái là mất chức, mão quan bị rớt, đầu bị rơi. Nghe xong thấy hay quá, chắp tay: thưa ngài Ô Sào thiền sư, thưa thiền sư, xin ngài dạy cho con đại ý của Phật pháp. Ngài Ô Sào thiền sư trích 4 câu trong kinh Pháp Cú: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, nên giữ tâm trong sạch, đó lời chư Phật dạy. Quý vị nhớ ba câu này là lời của chư Phật, chứ không phải một Đức Phật. Trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chư Phật quá khứ có ra đời. Hiện tại Phật Thích Ca Mâu Ni có ra đời. Tương lai Phật Di Lặc có ra đời. Chư Phật ba đời cũng nói cùng một đạo lý đó thôi. Đó là đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Tại vì tâm ý mà trong sạch rồi đó, thì việc làm, hành động, ngôn từ sẽ dễ thương. Phải không? Cho nên đó lời chư Phật dạy, thị chư Phật giáo. Ông nghe xong mỉm cười: tôi tưởng ngài dạy cái gì cao siêu, con nít 8 tuổi cũng thuộc lòng. Ngài Ô Sào thiền sư trả lời: đúng rồi, con nít 8 tuổi có thể thuộc lòng, nhưng ông già 80 tuổi làm không xong. Phải không? Vậy thì ngài ở trong ổ quạ, nhưng mà thật sự ngài đang ở đâu? Ở pháp tòa. Tại vì đạo lý của ngài nói ra là chân lý để chỉnh đốn con người. Cho nên có khi mình ở dưới bếp, có khi mình ở trên xe, mà một lời nói của mình có thể tỉnh thức một con người, thì ngay đó là pháp tòa. Pháp hòa ví dụ: một hôm lên xe thì có cái em đó đó, cái thời mà mấy đứa nhỏ nó còn chải tóc bằng gel rồi nó quảnh quảnh mấy cái tóc lên á, mà bữa đó lạnh trừ mấy mươi độ âm, nó nhất định nó không đội nón. Mình biểu nó đội nón, nó nói đội nón hư tóc nó. Pháp Hòa mới nói: con ơi, hư tâm mới sợ chứ,
Hư tóc sửa mấy hồi, hư cái tâm của mình mới sợ. Cho nên á, nhiều khi trong cuộc sống mình cạo cái đầu thì dễ, cạo cái tâm đâu có dễ. Mình ăn chay bằng một miếng ăn bên ngoài là chay, nhưng mà tâm chay nó còn quan trọng hơn. Đại ý là vậy. Thí dụ mình mua cái áo tràng mình mặc nè, tại sao cái áo tràng mình màu lam? Tại vì màu lam là màu của hương khói, tượng trưng cho thảnh thơi, nhẹ nhàng, giải thoát đi lên. Nhưng mình có tiền mình mua hàng chục cái áo tràng, hàng trăm cái áo tràng mình mặc, chỉ là một biểu tượng của hương khói nhẹ lòng, mà thiệt sự lòng mình chưa hề nhẹ. Thì mình mặc được cái áo tràng mà mình chưa mặc được cái đạo lý của cái áo tràng. Cái cổ áo tràng phía sau khoét tròn, ở phía sau lưng đắp một miếng vải vuông, tượng trưng cho vuông tròn. Đó, chiều nay về mở áo tràng kiểm soát. Áo gì mặc cũng kiểm, chỉ cái áo tràng không kiểm thôi. Áo dài mặc vô còn ngắm tới ngắm lui, không vừa là trả lại máy khác. Còn áo tràng mặc phải kiểm. Tại sao phía sau đắp một miếng vải vuông ngay cái lưng? Rồi trên này cái cổ khoét tròn, ở sau đắp miếng vải vuông vuông tròn. Tại quý vị chưa cạo đầu. Còn như các thầy, đầu tròn, áo có vuông. Ô. Gọi là phương đảnh viên bào. Đầu tròn áo vuông. Thế thì chúng ta có được cái hình thức đó, nhưng mà chúng ta có được cái chỗ pháp tòa. Cho nên ngài Ô Sào ngồi ở ố quả mà vẫn thuyết pháp. Thì bây giờ mình cũng thế thôi, ngồi bất cứ ở đâu, đụng chuyện mà chúng ta nói được chân lý, nói được đạo lý cho người ta nghe, người ta thấm, giây phút đó mình đang ngồi pháp tòa. Ngài Bá Trượng á, thích ăn củ cải muối phơi khô. Thì chùa một ngày buổi trưa vậy là ngày đem củ cải ra ngày phơi. Các đệ tử vô thấy nóng ruột. Trời ơi, trời trưa nắng vậy hòa thượng đi phơi củ cải làm chi? Nói xong ngài đáp liền: muốn phơi củ cải mà không phơi lúc nắng, không để đợi lúc mưa. Đệ tử lui gót. Quý vị thấy không? Cái chuyện rất đơn giản, nhưng mà nhiều khi cuộc sống hàng ngày mình cứ nói ào ào vậy đó, mà mình tưởng chừng như không có gì, nhưng mà nhiều khi mình nói xong mà không có đạo lý gì hết. Thì trong cái thập thiện cũng gọi là lời vô ích đó. Theo căn bản sẽ học cái nào trước? Một là tứ diệu đế, hai là bát chánh đạo, ba là thập nhị nhân duyên. Mong thầy giảng dùm. Thưa đại chúng á, thật ra giáo lý tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên nó đã bàn bạc trong cuộc sống trước Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật là người đã nhận ra được cái đó, và ngài đã chỉ dẫn lại cho chúng ta. Cho nên bát chánh đạo nó nằm trong tứ diệu đế. Thành thử khi học tứ diệu đế là nhất định có học bát chánh đạo. Tứ diệu đế là gì? Là bốn điều chắc thật mà Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta hiểu biết về cuộc đời này. Thứ nhất, cuộc đời này là khổ. Thứ hai là nguyên nhân của khổ, gọi là tập đế. Sự vắng mặt của khổ gọi là diệt đế. Và con đường để đi đến cái hết khổ gọi là đạo đế. Khổ, tập, diệt, đạo, chúng ta gọi chung là tứ diệu đế. Chữ đế nghĩa là gì? Là chân thật. Thì bốn điều chắc thật, chân thật này trong cuộc sống này, mình không tin, mình vẫn phải sống và trải qua cái khoảng, hay là thậm chí mình đang sống trong cái lòng, cái vòng lẩn quẩn như vậy. Thí dụ mình bệnh, bệnh là khổ. Nguyên nhân của bệnh là tập. Rồi đi bác sĩ nói cho mình nghe được cái bệnh của mình, nhẹ lòng. Hổng rài tôi bệnh hoài mà không biết bệnh gì. Bữa nay đi bác sĩ báo cho biết cái bệnh
dù chưa hết bệnh nhưng ít ra mình cũng an tâm rồi đó, biết bệnh của mình là gì để tìm cách chữa rồi đó, rồi bắt đầu đi tìm đạo đế, tức là đi tìm con đường chữa bệnh. Khổ tập diệt đạo. Nhưng mà thưa đại chúng, còn nói về thập nhị nhân duyên là 12 cái nhân duyên nó liên kết với nhau để nó có lên cái bản chất cuộc sống con người. Đó là một cái giáo lý, nhưng mà mình có thể lấy cái nhân duyên này để mình ví dụ. Quý vị nhìn trong bình hoa này, bình hoa này có mặt trời không? Có không? Bình hoa này có không khí không? Có nước không? Có đầy đủ những cái chất khác. Một miếng bánh mì mình ăn, nó vẫn có vũ trụ ở trong đó. Nó có nắng, có mưa, có đất, hay là bản chất con người chúng ta. Cho nên chúng ta không thể tách rời các pháp, mà các pháp nương nhau mà có mặt. Cái đó gọi là nhân duyên. Nhân này nó duyên với nhân kia, nhân kia duyên với nhân này mà có quả. Cái đó gọi là thập nhị nhân duyên. Còn đây là, nếu mà nói thập nhị nhân duyên, tức là 12 cái vòng đưa chúng sanh trong cái luân hồi nhân quả luân hồi. Trong một cái hành động có vô minh, cho nên ta nói vô minh duyên hành. Từ cái vô minh mà nó có hành động. Nhưng mà thật sự nếu ở trong nhận thức không có chánh niệm cũng có vô minh. Trong sanh lão cũng có vô minh. Trong cái thức cũng có vô minh, tại vì không nhận thức đúng đắn thì vô minh nó có mặt. Nhưng mà mình nhận ra như vậy không phải bệnh chịu trận với nó, mà để chúng ta tu tập để chuyển nó từ cái vô minh thành cái minh, từ cái khổ thành cái lạc. Sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa đại chúng vậy nè. Nhiều khi mình nói á, tu để hết khổ được vui. Nhưng mà chữ hết ở đây á, đại chúng phải hiểu là hết thiệt luôn hay hết tạm? Hết tạm thôi. Ví dụ như hôm nay mình đau răng, có một viên thuốc Tylenol 3 giúp cho mình hết đau răng. Tới giờ, tới tuổi rồi, răng nó đau, uống viên thuốc nó hết được 1 tuần. Tuần sau đau tiếp. Vậy thì cái hết đau này á, chúng ta phải hiểu là cái chữ đau răng là sự thật của những người có răng. Người không còn răng thì đâu còn có. Nhưng mà người không có răng, người ta cũng có hạnh phúc của người không có răng. Tại vì người ta có thể vừa đánh răng vừa hút gió. Khi nói hết khổ, khi nói hết khổ nghĩa là chúng ta không còn bị cái khổ chi phối, chứ không phải là chúng ta không khổ. Thí dụ nói là khi mình tu rồi hết già, không phải không khổ về cái tuổi già nữa, mà biết bằng lòng và sống với tuổi già, thì ngay nơi đó là hết khổ của người già. Còn già hỏi bác năm nay nhiêu? Trời ơi, mới có 80 à. Mà sao lúc này ăn không được? Chân nó đau. Hỏi bác nhiêu? Mới có 95 mà. Tức là mình cái khổ nó không hết, nhưng hết ở đây là hết cái khổ về cái khổ đó. Cho nên có một vị thiền sư dạy một câu rất hay nè. Tu không phải để hết khổ. Hết khổ lấy gì tu? Ngồi đây mà không có khổ, sức mấy tu? Nhưng mà bản chất cuộc đời là có những thay đổi mà chúng ta không chấp nhận, chúng ta mới khổ. Khi chúng ta chấp nhận nó thì chúng ta sẽ không khổ, hoặc là hết khổ, hoặc là giảm khổ. Cho nên cái chuyện mà thay đổi cuộc đời là nó haram. Mà có nhiều khi mình vừa giải quyết xong này kia nó có mặt. Người ta thường nói là cái gì đó, phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Phước thì không đến một lúc, mà họa thì không đến riêng lẻ. Có nhiều khi cái họa nó đến 2-3 lần luôn. Thí dụ như tai này đứt tai mà lại thường bị đụng. Chân đau mà hay bị vấp tái chỗ đau đó. Thí dụ vậy. Mình mới vừa bể bánh xe, ngưng xuống thôi, định thay bánh xe, ở sao nó lủi cái cục. Bể bánh xe, thêm cái bể cái đuôi xe.
Đó, họa vô đơn chỉ. Cho nên nó hỏi học cái nào trước. Thật ra giáo lý nó liên hệ với nhau hết. Thậm chí bây giờ quý vị mà hiểu bát chánh đạo trước cũng tốt nữa. Tại vì nếu mình hiểu bát chánh đạo là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh tuệ gì đó. Nếu như mình hiểu cái đó rồi á, thì mình sẽ sống rất dễ thương và sống đẹp, thì cái khổ này nó mình giảm đi. Cho nên học giáo lý nó có cái hay là ở trên căn bản là chúng ta học thứ tự. Nhưng mà nhiều khi cái duyên của mình ngộ được bát chánh đạo trước, mà hãy bát chánh đạo mà nổ tung ra rồi thì tứ diệu đế không có khó. Mình thấy được bản chất của cuộc đời. Tại sao mình phải khổ? Do mình có cái chánh kiến thấy về bản chất của khổ. Có thân thì phải có sự thay đổi của thân. Đó là già, là bệnh, là chết. Có nhà cao cửa đẹp, nhất định phải có cái hệ lụy của nhà cao cửa đẹp. Đó là phải clean up thường xuyên. Bảo hiểm rất là cao. Đi đâu cũng phập phồng lo sợ. Gắn camera cho nhiều. Camera nhiều thì rồi đi chơi mình có Facebook. Đi đâu mình cũng trước khi ăn chụp một tấm hình gửi cúng cho Facebook trước. Trước khi mình cúng cho mình. Bất cứ ăn một món gì cũng cầm cái máy phone chụp một cái bỏ lên trên mạng. Hôm nay mình đi tu viện đạo viên nè. Ở ra chùa đãi chùa hôm nay đãi bún riêu nè. Cái bạn mình nhắn tới, trời ơi chị có phước quá, nhâm mi nhâm mi. Rồi thả cho mình một số tim, quăng cho mình một số bông. Rồi cuối cùng ăn trộm nó nói hay quá hay quá, gia đình này báo cho tôi biết họ không có nhà. Nó vô nó khiêng sạch nhà, trời ơi trời, đi chùa sao xui quá. Đi chùa đạo viên ở nhà vắng nhà bị đạo chích tới vô. Hết giờ chưa? Cho nên sẵn Phố Bầu nói bát chánh đạo á, là một cái thân cây nó có 8 nhánh. Quý vị đừng có hiểu lầm là bát chánh đạo là 8 con đường. Nếu không lẽ mình đi con đường chánh ngữ rồi bỏ hết mấy đường kia. Phải không? Một con đường chánh có 8 nhánh để làm cho nó chánh. Và 8 cái này nó hỗ trợ cho con đường này được trọn vẹn. Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh tuệ, chánh niệm. Thì 8 cái này nó hỗ trợ, nó làm cho con đường này sáng ra. Mà trong 8, trong 1 mà nó có 7 cái kia. Thí dụ trong chánh kiến đã có chánh niệm, chánh nghiệp, chánh ngữ trong đó. Tại vì mình có chánh kiến thì nhất định sẽ có chánh ngữ, nói đúng, hành động đúng, vân vân. Thưa Thầy, con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe. Con muốn hỏi nếu phát tâm chép kinh Địa Tạng thì chép xong mình nên giữ lại hay làm gì? Trước khi mình chép kinh, mình có biết mình muốn làm gì không? Giống như mai mặc áo dài xong, con mai áo dài rồi con mặc để làm gì? Thí dụ mình chép kinh xong, mình trước khi mình chép, mình muốn lưu cuốn kinh này lại cho con gái của mình, hay là để tặng cho bạn mình, bằng hình thức nào cũng được. Tại vì khi mình chép kinh là một phương pháp tu tập. Quý vị nào muốn chép kinh á, trước khi cái ngày đầu tiên mình chép á, trang nghiêm, mặc y phục trang nghiêm, rồi lễ Phật ba lễ, rồi phát nguyện, lại đấng tam giới tôn,
quy mạng mười phương Phật. Nay con xin phát nguyện thư tả chép, nếu tiếng Hán là thư tả kinh Địa Tạng hay là biên chép kinh Địa Tạng, để hồi hướng cho việc gì mình muốn. Xong đó rồi mình mỗi ngày tới giờ chép kinh thì mình ngồi ngay ngắn trên bàn, chép đọc một câu, chép xuống một câu. Thí dụ mình đọc tôi nghe như vậy thì chép xuống tôi nghe như vậy. Mình đọc như vậy, mình chép như vậy để làm chi? Để kinh nó nhập vào trong tâm mình. Có nhiều khi mình đọc gì mà không nhập kinh, không nhập tâm, tại vì mình phải chạy theo cái thời gian, cái tiếng mõ, cái nhịp độ của đại chúng tụng. Bây giờ mình chép kinh thì mình đọc từ câu từng câu, nhiều khi vậy mà mình thấm. Rồi mình chép xong rồi thì mình có thể ghi lời cuối, nguyện đem công đức chép kinh này hồi hướng cho việc gì đó, hay là mình muốn ghi lại kỷ niệm cho con cháu, hay là thậm chí mình muốn tặng bạn bè, thậm chí mình cứ chép mình để đó thôi cũng không sao. Còn chùa nào mà có những nơi người ta lưu trữ những quyển kinh đó thì mình gửi. Nhưng mà thật sự là chép kinh là một cơ hội cho mình trì đọc. Thay vì mình đọc không thì giờ mình dùng tay của mình chép lại quyển kinh đó. Có thể mai mốt chép xong rồi không đọc cái bản kinh in nữa, đọc cái bản kinh mình chép đó, để mình trân quý những cái tác phẩm mà mình đã viết lại. Con muốn dạy con cái những đức tánh quan trọng mà con nghĩ là con cần có, hoặc những kỹ năng quan trọng trong cuộc sống, nhưng nhiều lúc con không thấy được tầm quan, con của con không thấy tầm quan trọng của việc này và không hợp tác. Vậy khi nào con nên kiên trì và khi nào nên buông bỏ? Ý cái câu này muốn hỏi là có nhiều lúc mình thấy những cái việc mình muốn nói với con cái để khuyên con cái hợp tác hay là theo dõi đó. Nhưng mà mình phải hiểu như thế này, không phải cái nhìn nào của mình thì người khác cũng nhìn đúng như vậy. Có thể mình đứng phía này mình thấy việc đó mà người khác đứng phía khác. Cho nên cái quan trọng là mình nên để cho con mình phát biểu những cái nhìn của con mình. Thay vì bây giờ con mình phải theo mình thì bây giờ mình theo con mình, tại vì mình có đạo lý nhiều hơn, thì mình nên thế theo để con mình phát biểu cái khả năng, cái ý kiến, và chúng ta đưa vào cái ý kiến khả năng của mình theo cái hiểu của mình. Có thể là mình hiểu trong Phật Pháp, mình hiểu sâu sắc hơn. Nhưng mà tại vì con mình chưa hiểu đồng mà mình bắt nó theo thì khó. Thí dụ một cái người lớp 5 mà mình biểu họ học, mình làm toán lớp 10 thì nó khó. Nhưng mà ngược lại mình đã học tới lớp 10 rồi á, mình kiểm bài cho đứa lớp 5 được không? Được. Thì mình cứ để cho cái đứa lớp 5 đó làm toán. Rồi mình đã khả năng lớp 10 rồi, mình nhìn cái đứa lớp 5 để mình có thể góp ý và dạy dỗ. Như vậy á, nó vừa đúng cái tầm của con cái, vừa để thể hiện cái sự tôn trọng cái ý kiến của con, mà vừa mình góp ý được cái tâm nguyện của mình, cái chánh pháp của mình trong đó, cái đạo lý của mình trong đó. Hồi nhỏ ở chùa, mấy thầy nhỏ đó, khi chưa đủ tuổi lớn thì việc gì Pháp Hòa cũng sắp xếp. Gần đây với các thầy bắt đầu lớn rồi thì Pháp Hòa có nói với các thầy là mặc dù thầy không có phải là nói những cái điều không tốt hay trối trăng, nhưng mà tất cả chúng ta học Phật thì phải hiểu rằng thầy có thể đi bất cứ lúc nào. Cái chuyện đó là chuyện vô thường. Bây giờ các con tới cái tuổi ra làm việc đó, bây giờ cái lễ này nó như vậy, cái gì mình muốn đóng góp cứ trình lên cho thầy nghe, rồi thầy góp ý. Chứ đừng đợi thầy phải có ý kiến nữa, mà thầy muốn lắng nghe ý kiến của mấy thầy cô nhỏ hơn. Thì bây giờ ở trường hợp này cũng vậy, cái những cái mình quan trọng mình thấy trong cuộc sống, mình muốn con mình theo cái tầm, nhìn theo cái tầm quan trọng đó. Nhiều khi mình thấy quan trọng mà nó không thấy quan trọng là sao? Ví dụ nè, mình nghĩ đi chùa mỗi chủ nhật là quan trọng, nhưng nó không thấy là quan trọng. Nó thấy là spend time với gia đình vợ con, nó dẫn vợ con nó đi chơi cuối tuần là quan trọng. Mình giải thích làm sao? Nếu nó đi chùa mà nó chỉ đi tụng kinh, nghe bài pháp hay gì mà thật sự nó chưa thực tế gì hết, nhiều hơn là
bây giờ con nó còn nhỏ, nó có thời gian với con cái nó nhiều hơn, hoặc là bây giờ gia đình nó đang có nhiều vấn đề, nó cần thời gian với con cái nó hơn. Vào ngày Chủ nhật mình thấy trên cái mặt đi chùa là không được, nhưng mà ở cái mặt chữa lành cái gì, hạnh phúc gia đình nó, điều đó quan trọng. Cho nên mình phải nghe, mình phải để cho họ nói, để mình thấy có nhiều lúc cái sự việc đó quan trọng. Pháp Hòa ví dụ khác nè. Pháp Hòa hay bị cái trường hợp này. Sắp tới giờ tụng kinh, đắp y lên rồi. Có một gia đình đó gọi tới, hay là bước vô chùa nói: thầy ơi, vợ chồng con đang gặp rất nhiều khó khăn mà muốn ngồi lại với quý thầy để nói chuyện. Thì quý vị nghĩ lúc đó Pháp Hòa giải y tụng kinh, giải y để đi nói chuyện, hay là dẫn đi lên tụng kinh? Lúc đó Pháp Hòa phải xếp y thôi à. Tại vì Pháp Hòa nghĩ rằng tụng một thời kinh không bằng mình giải quyết cho vợ chồng người ta, mình giúp cho người ta có cái ý kiến người ta sống. Thành ra cái vấn đề ở đây là quan trọng ở cái việc nào, cái phương nào, chứ mình nói cũng không phải. Mình cứu một người nó còn quý hơn, thậm chí mình nói tốt cho một người còn quý hơn mình niệm 10 sâu chuỗi Phật. Mình niệm 10 sâu chuỗi nhưng mà bước ra là người nào mình cũng nói xấu hết, ai mình cũng phê bình hết, người nào mình cũng soi mói người ta hết, thì cái chuyện niệm Phật nó ít. Nó có ít là mình ngồi đó mình giảm nghiệp được 10 phút thôi. Cho nên Pháp Hòa thường nói đừng nói xấu ai là tương đồng với một câu niệm Phật. Vì vậy mà cái quan trọng là mình là người thấu đạo lý thì không ngại. Chắc Pháp Hòa hay ví dụ là mình biết chạy bộ thì không có ngại gì lui lại đi bộ với người ta. Mình đi nhanh được thì không có ngại gì phải đi chậm. Cho nên nên để cho mình, nên nghe con cái mình, hay là nói chung tất cả những người khác, để mình coi cái tầm quan trọng, người ta nhìn cái sự việc gì mà mình cho mình là quan trọng, mà mình bắt, mình muốn. Điều đó không có sai, nhưng bây giờ mình thả lại, mình nói ngược lại: thôi để cho con phát biểu, mình có đủ đạo lý để mình soi chiếu cho con. Quý vị thấy Đức Phật không? Có nhiều khi Đức Phật đâu nói liền đâu. Thầy Xá Lợi Phất, ý thầy nghĩ sao? Nhớ kinh Di Đà không? Thầy Xá Lợi Phất, ý thầy nghĩ sao? Nước đó gọi là nước Cực Lạc, Phật đó được gọi là Phật A Di Đà. Thầy Mục Kiền Liên, thầy nghĩ thế nào về việc này? Đức Phật đều hỏi ý kiến của các đệ tử. Và điều đó để cho chúng ta biết rằng mặc dù là một Đức Phật, một người thầy, nhưng vẫn tôn trọng những ý kiến của đệ tử và lắng nghe đệ tử nói. Có nhiều khi họ nói được 50% phải, thì mình chỉ cần đắp vô thêm 50 đó thôi, đỡ cực. Không, mà cho đệ tử có được cái khả năng, và đồng thời mình nghe được đệ tử, cái khả năng tu tập của đệ tử. Thưa thầy, con ở thị trấn nhỏ ít người Việt. Khi nhỏ có dẫn các cháu đi chùa lễ Phật, nhưng lớn lên các cháu không muốn đi nữa vì không hiểu. Thầy có những website hay bài giảng riêng cho các cháu thanh thiếu niên để các cháu hiểu về Phật Pháp không? Việc này không có khó. Quý vị cứ vào YouTube bấm nếu muốn của Pháp Hòa thì thầy Pháp Hòa English, hay là các thầy bây giờ trên website rất là nhiều những bài giảng. Nhờ sư ông Làng Mai cũng rất nhiều bài giảng bằng tiếng Anh, tiếng Pháp. Và đồng thời là có những bài viết về Phật giáo rất nhiều. Cái quan trọng là mình khuyến khích được các em. Chồng con là người Công giáo, nhưng anh ấy cho con quy Tam Bảo vào ngày mai. Sau khi quy y, con có thể tiếp tục đi nhà thờ được không thầy? Đối với Pháp Hòa là được hết á. Tại vì quý vị quy y là trở về để nhận diện khả năng con người có khả năng tu tập hiểu thương, tỉnh thức giác ngộ, sống thanh tịnh hòa hợp ở nơi mình, chứ không phải quy y với tượng Phật. Tượng Phật gọi là thế gian Phật bảo, quyển kinh là thế gian pháp bảo, các thầy là thế gian tăng bảo. Nhưng nó có một cái tam bảo là nơi tự tánh mình có khả năng giống Phật, gọi là tự tánh Phật bảo. Mình cũng có khả năng sống thương yêu hiểu biết,
gọi là tự tánh pháp bảo. Mình cũng có khả năng sống hòa hợp thanh tịnh, cho là tự tánh tăng bảo. Tăng bảo có ba bậc: thế gian trụ trì tam bảo, xuất thế gian trụ trì tam bảo và đồng thể tam bảo. Như vậy ở đây chúng ta quy y hình thức là lại Phật, nương vào kinh điển, nhưng cái sâu sắc là chúng ta trở về, chúng ta nương tựa tam bảo nơi tự tánh của mình. Vì vậy mà tối nào cũng tự quy y Phật, tự quy y Pháp, đâu quy ai đâu, tự quy y, phải không? Cho nên về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề. Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người thể nhận các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa. Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. Như vậy quy y không phải là một hình thức vô đạo, vô một cái tôn giáo tín ngưỡng nào, mà là một sự trở về để nhận diện những khả năng tốt đẹp nơi chính mình. Quy là trở về nhận diện khả năng tốt đẹp nơi chính mình, và từ đó mình phát huy làm cho cái việc đó tăng trưởng. Như vậy một Phật tử mà có quy y á, tích cực ở ba phương diện: lợi ích cho bản thân, hạnh phúc cho gia đình, an vui cho xã hội. Nếu người giữ được năm giới đó, người nào giữ được năm điều đạo đức căn bản là dĩ nhiên người đó có đạo đức rồi, bản thân người đó có đạo đức rồi, gia đình người đó hạnh phúc rồi, xã hội này an toàn rồi. Cho nên đối với Pháp Hòa không có việc gì sai cả. Nương tựa tam bảo, thọ năm giới để ứng dụng trong cuộc sống. Thưa đại chúng, quý vị cứ nhớ là các bậc như Chúa, như Phật vân vân, các ngài có mặt để làm lợi cho chúng sanh, để làm hạnh phúc cho chúng ta, chứ không phải các ngài đến đây để đi thu gom tín đồ. Rồi hai người trở gây lộn nữa, tại sao ông đệ tử của ông bữa nay ông dành với tôi, đừng có, chỉ có dưới này nè, mình mới phiền hà vụ này nè, chùa này cũng được qua chùa kia nè, chùa đó. Đó, thành thử là yên tâm chuyện đó. Rồi câu hỏi cuối cùng: người nhà của con mất 6-7 năm rồi vẫn còn để hình trên bàn thờ tốt hay lấy xuống treo lên tường? Để ở trển thì ngồi vững, treo thì hơi lơ lửng một chút cho nó khỏe. Thưa đại chúng, quý vị có muốn thờ, quý vị có muốn treo hình cũng đều là sự tưởng niệm thôi. Cái nào tiện cho mình thì mình làm. Thí dụ mình vẫn giữ được cái bàn thờ để cho con cái, con cháu, nhất là con cháu trong nhà biết được cái chỗ quy hướng. Đại chúng nhớ, bàn thờ ông bà là cái gốc rễ để con cái quy hướng về, chứ không ai ngồi trên đó. Họ ông bà nào ngồi trên đó, mà mình lập cái bàn thờ đó để quy định một cái cội nguồn cho con cháu trở về. Nó đi ngang, cháu mình nó sanh ra nhỏ nhỏ, nó question, nó thắc mắc: ai đây má? Ông nội con, ông ngoại con. Có cái để mình giới thiệu với nó. Còn mình cất hết trơn, mình không có cơ, nó không có cơ hội nó thấy, nó hỏi. Nó không hỏi thì mình không có phương, có cơ hội giới thiệu. Mà nó không giới thiệu cho nó thì nó không biết. Hết đời mình, hết đời ba má nó là nó không biết gì luôn. Cho quý vị cứ đơn giản nhìn cái bàn thờ tổ tiên là một nơi giữ và gìn cái văn hóa, cái đạo đức, cái cội nguồn cho mỗi gia đình của mình. Chứ ông bà nào ngồi trên đó mà chờ nhang đèn cúng quả gì của mình đâu. Đại ý là mình hiểu được như vậy, nhẹ nhàng được như vậy thì cách nào mà miễn tiện lợi cho gia đình thôi. Nhưng mà cái bàn thờ là cái nơi để chúng ta quy ngưỡng, hướng tâm. Phật đâu phải ngồi đây, mai dẹp rồi, bây giờ lại hì hụp vậy đó. Nhưng mà chiều mai là đã dọn đi. Phật đâu phải chỗ này, phải không? Phật ở khắp nơi. Nhưng mà nơi nào mà chúng ta đặt cái tượng, tự nhiên tất cả phải quy hướng. Đã đặt tượng Phật đây, nói xin đại chúng hướng về lại Phật, ngay hướng qua đây hết á, phải không? Đặt tượng Phật chỗ nào thì làm cái điểm cho người đó hướng. Thì bàn thờ cũng vậy thôi, để mình hướng cái tâm của mình. Thôi mình hết giờ rồi, rồi có gì mai mình nói tiếp. Xin đại chúng chúng ta cùng hồi hướng.
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử. Điều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cảm niệm công ơn đức của thầy hôm nay đã dẫn trả lời những vấn đáp cho chúng con. Thưa quý vị, đã có rất nhiều câu hỏi nhưng mà chương trình còn dài, cho nên thầy không trả lời hết. Thì vậy ngày mai thầy trả lời tiếp cho tất cả quý vị. Xin tất cả quý vị cùng đứng lên để cung kính tư tâm đức hồi hương. Thưa quý vị, là thay vì mình trang nghiêm, chúng con sẽ thỉnh thầy ra phía trước cái cổng để tất cả quý vị cùng với nhau để chụp hình. Cho nên mình để khỏi bị lộn xộn đó, mình không có... Đến giờ chụp hình. Chờ chưa giờ. Sau khi thầy đi ra cái cổng thì xin đại chúng đi ra luôn và đứng trước cổng đó để chụp với thầy. À, các vị đứng trang nghiêm, thầy vô thầy rửa tay rửa mặt xong thầy sẽ đi ra. Còn đại chúng thì đứng dàn hàng ngang hàng dọc đi cho nó bài đàn xong thầy ra. Như thầy chủ trì nói là quý vị ổn định trước, quý vị ổn định trước rồi thầy pháp hòa sẽ quay trở lại. Xin cùng niệm phẩm nhân đức bổn sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật.